trăm ngựa, đang có liềm non đầy đủ, má chạy 5 năm, trăm ngựa, máy nổ, đẹp luôn. Cái này 200 ngựa, quá đẹp luôn. Đầy đủ phụ kiện, đây, nắp đây, ngoái này máy chạy có mấy giờ, đẹp đẹp từng cm luôn mà, để mấy chục giờ vậy đó, dữ thiệt. Chuyên dịch là chuyên dịch inox. Ga 909 này bị cứng máy, không biết lý do nào cứng. Máy này, máy 909 này là máy nổ nha. Bốn thầy, Suzuki. Remote có 100 ngựa. Đoạn này remote có 200 ngựa. Xăng đẹp lắm mà chạy mấy chục giờ.